Ngày 18 tháng 2 năm 1930 là một ngày thực sự lịch sử đối với khoa học vì đây là ngày sao Diêm Vương chính thức được phát hiện bởi Clyde W. Tombaugh tại đài quan sát Lowell. Thế giới băng giá xa xôi này là một trong những vật thể được yêu thích nhất trong hệ mặt trời và tình cờ trùng tên với một trong những nhân vật Disney được yêu thích nhất mọi thời đại. Tình yêu dành cho sao Diêm Vương sâu đậm đến nỗi cuộc tranh luận nổ ra cho đến ngày nay về tình trạng chính thức của nó là một hành tinh chính thức kể từ khi nó bị Liên minh Thiên văn Quốc tế giáng chức xuống trạng thái hành tinh lùn vào tháng 8 năm 2006. Để kỷ niệm ngày phát hiện đáng chú ý của nó, chúng tôi xin giới thiệu 9 sự thật về hành tinh thứ 9 không còn là hành tinh nữa. 1. Sao Diêm Vương không được đặt tên theo nhân vật Disney. Trái với suy nghĩ của nhiều người, sao Diêm Vương thực sự được đặt theo tên của vị thần âm phủ của người La Mã. Vài tháng sau khi phát hiện ra sao Diêm Vương, cô bé 11 tuổi Venetia Burney ở Oxford, Anh đã được trả 5 bảng Anh, hiện là 6,87 đô la Mỹ, cho gợi ý của mình sau khi đài quan sát Lowell nhận được 1.000 đề xuất trên toàn thế giới. 2. Sao Diêm Vương chỉ được một tàu vũ trụ ghé thăm trong số hơn 300 tàu vũ trụ đã khám phá các địa điểm ngoài quỹ đạo trái đất. Tàu vũ trụ New Horizon của NASA tiếp tục là tàu vũ trụ duy nhất đến thăm sao Diêm Vương, xảy ra vào tháng 7 năm 2015. 3. Sao Diêm Vương có tiết đỏ. Hình ảnh về sao Diêm Vương đã tiết lộ những vùng lớn màu đỏ tươi, được cho là do các phân tử hữu cơ được gọi là tholen tạo ra mưa xuống bề mặt theo đúng nghĩa đen. Đây là sản phẩm của các tia vũ trụ và hoặc ánh sáng cực tím tương tác với khí metan trong bầu khí quyển và bề mặt của sao Diêm Vương gây ra sự xuất hiện của tiết đỏ. 4. Sao Diêm Vương có thể có một đại dương dưới bề mặt. Mặc dù sao Diêm Vương từ lâu đã được cho là một thế giới hoàn toàn đóng băng với khoảng cách rộng lớn so với mặt trời, nhưng hiện tại đã có bằng chứng cho thấy rằng sao Diêm Vương hiện tại có thể chứa một đại dương dưới bề mặt, có thể do nhiệt từ các nguyên tố phóng xạ trong lõi của sao Diêm Vương. 5. Sao Diêm Vương có bầu khí quyển dao động bất chấp khoảng cách rộng lớn so với mặt trời của chúng ta, sao Diêm Vương vẫn chứa một bầu khí quyển mỏng và rất yếu. Nó mở rộng và co lại khi nó di chuyển gần hơn và xa hơn khỏi mặt trời trong suốt quỹ đạo của nó, thể hiện hành vi tương tự như một sao chổi. Thành phần chính của bầu khí quyển này là nitơ. Mặc dù các phân tử metan và carbon monoxide cũng đã được phát hiện. 6. Sao Diêm Vương nhỏ hơn mặt trăng của chúng ta, trong khi sao Diêm Vương được chỉ định là hành tinh chính thức trong hơn 75 năm. Nó thực sự chỉ rộng bằng 2/3 so với mặt trăng của trái đất. 7. Sao Diêm Vương có đỉnh núi trắng. Sao Diêm Vương hiện là vật thể duy nhất ngoài trái đất có các đỉnh núi màu trắng. Tuy nhiên, không giống như trái đất, những đỉnh núi này không được tạo nên từ tuyết mà là băng metan. Băng metan này không mưa xuống như tuyết trên trái đất, thay vào đó, khí metan đã ở mức cực đại vì nhiệt độ trên sao Diêm Vương thực sự tăng theo độ cao, ngược lại trên trái đất. 8. Sao Diêm Vương có một số mặt trăng bất chấp kích thước của nó. Sao Diêm Vương thực sự có 5 mặt trăng được biết đến. Mặt trăng lớn nhất của nó, Charon, gần bằng một nửa kích thước của sao Diêm Vương, bán kính 604 km. Trong khi 4 thiên thể quay quanh quỹ đạo khác của nó là Styx, Nix, Kerberos và Hydra là 10-25, 44, 13-34 và 36 km trong bán kính tương ứng. 9. Sao Diêm Vương được yêu. Được rồi, đây không thực sự là một sự thật, nhưng có thể nói rằng sao Diêm Vương được rất nhiều người yêu mến. Thực tế đến nỗi khi nó bị giáng chức vào năm 2006, mọi người đã xuống đường để phản đối quyết định cách chức của nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.